Hiền chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay thì Hiền đi tham quan cầu Trường Tiền. Cầu Trường Tiền nói lên là biểu tượng vẻ đẹp của cố đô Huế. Ai mà đến Huế mà chưa lại cây cầu này á thì ổn lắm nha cả nhà. Cái cầu này ban ngày á thì mình không có thấy đẹp, nhưng mà về đêm á thì rất là đẹp luôn. Nhất là bắt đầu lên đèn cái là lấp lánh luôn cả nhà. Thì cây cầu Trường Tiền này thì bắc qua dòng sông Hương, rất là nổi tiếng ở cố đô Huế. Thì ở đây thì về đêm rất là đông người đi luôn cả nhà, ban ngày thì ít hơn, nhưng về đêm vòng vòng cây cầu này rất là đẹp luôn. Thì Hiền mời cả nhà cùng khám phá cây cầu Trường Tiền với Hiền. Đây, nhà hàng nổi trên sông Hương. Tàu ra khơi nha, tàu đó rời bến chở vô khách kia đi kêu bằng chị ta ngoạn cảnh đó. Chiếc thuyền này hình như cũng chuẩn bị ra cặp rời bến rồi cả nhà, tại mình thấy trên thuyền ngồi cũng du khách ngồi cũng đông rồi ha. Cái đoàn này lên xong là chắc rời bến rồi đó. Mình thấy ấy, mấy chiếc lớn này là hai ông rồng nha. Thuyền rồng là hai ông ha. Còn mấy chiếc nhỏ nhỏ bên đây là chỉ có một ông thôi cả nhà. Nhỏ gọn hơn ha. Nè. Bà chị ơi. Đây là cảnh sông Hương về đêm ha. Đây. Ở trên đó mình thấy có mấy cô bằng áo dài, hình như là chuẩn bị ca hát đó cả nhà. Đây đó, chuẩn bị rời bến rồi cả nhà. Em đi xuống đi mẹ đó được. Thuốc tiên mà tâm một người là 100.000 ha. Lên tàu là một người 100.000. Rồi người này chuẩn bị rời bến này nha, nổ máy rồi nha. Thái thôi chưa bảo nó có nhỏ. Trên tàu người ngồi cũng đầy hết cả nhà. Trên tàu để được ba dải ha, ba dây ghế. Ê, cũng mấy chục người á nha. Đẹp không? Nhìn kìa. Ở trên sông cũng có mấy cái chiếc tàu đang chạy ha, cũng là chở du khách ha. Có đèn chớp, đó là tàu không đó cả nhà. Mình đến cầu Trường Tiền nha cả nhà, ở Huế ha. Ở đây là có để cái chữ tôi trái tim Huế, ai thích dịch trái tim đó dịch sao thì dịch nha. Đó, tôi trái tim Huế đây. À, đây là cảnh vòng vòng ở cầu Trường Tiền nha cả nhà. Trên đường đi ban đêm thì xe cộ cũng rất là nhiều nè. Ở Việt Nam ở thành thì lúc nào xe cộ cũng vậy đó nha, ban ngày ban đêm thì cũng nhiều hết trơn á, nhưng xe mô tô thì rất là nhiều ha. Xem đây nè, chừng luôn. Đây là cái công viên nha, mình đang đứng ở công viên ha, cặp với cầu Trường Tiền nha. Đây là cũng là cảnh sông Hương nha cả nhà, nhưng mà liên quan phía một bên khác ha. Cái này là bên về cầu Trường Tiền nha cả nhà. Cầu Trường Tiền về đi mẹ. Màu sắc là đổi tới đây luôn ha. Đây, lúc màu xanh, lúc màu đỏ nha. Cầu Trường Tiền về đêm đây. Nè, tiếng cục đây nè. Đông chưa? Mở
tiệm cà phê ở đây là rất hợp, thích hợp luôn. Dạ. Bây giờ mình lại tiệm cà phê Giang Sông Hương đi, mình mua cà phê mình uống ha. À, vừa uống cà phê vừa ngắm sông nha. Vừa ngắm cảnh sông Hương giờ cầu Trần Tiền về đêm nha. Đây, tiệm cà phê đây. Đủ màu sắc luôn ha. Cầu Tràng Tiền về đêm đủ màu sắc luôn. Đó. Nàng quay nè. Màu đỏ, màu tím, màu vàng. Đủ màu luôn. Tiền là nó bắt qua cái sông Hương nha. Đó, màu sắc đủ màu hết. À, màu trắng á, đang là màu trắng á, chung đổi màu liên tục á, màu đỏ từ từ thấy không? Ồ, nó đổi màu đỏ đó rồi bắt đầu màu tím, màu xanh, quá đẹp luôn. Cái du thuyền này là giống như ai có đăng ký để đi du thuyền, đi vòng vòng cái sông Hương á, mình ngắm cảnh thì mình đăng ký đi du thuyền nha. Đó, người ta đậu sẵn. Đó, đổi màu còn cầu. Đổi màu liên tục luôn. Đó. Cầu Tràng Tiền ở Huế ha. Này thuộc thành phố Huế. Nó dài quá đây nè. Nó dài đó. Đây tối người ta đi đông lắm. Mẹ ơi. Thì giống như công viên. À, biểu tượng này giống như một người đàn ông. Đàn ông ôm con ha, có một cổng cái lưng cổng người phụ nữ trên lưng á. Có cái có nhà hàng trên biển ha, ở nhà hàng trên sông nữa. Hàng nổi. Ừ.
Đó, cái thuyền này làm dạng hình rồng để đưa khách đi du lịch sông Hương nè. Cầu Trường Tiền Thề Đêm nha cả nhà. Đây là mé bên kia cầu ha. Đây, có những chiếc thuyền chở du khách trên sông Hương đi ngắm cảnh rất là nhiều nha. Bên kia cũng có cây cầu ha. Nhưng mà bên kia thì cầu không có gắn đèn mà đổi màu sắc như bên đây nha. Đẹp ơi, về đi nha. Dạ, quá đẹp luôn.